chuyển Matic từ ví MetaMask lên sàn Binance. Ở đây, tôi chuẩn bị sẵn 0.94 Matic trên cái mạng lưới Polygon Network. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn và đăng nhập vào tài khoản sàn Binance. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn. Rồi ở đây tôi chọn ví, chọn vào Fiat và Spot. Tại ô tìm kiếm, nhập Matic. Chọn vào Lab. Ô thứ nhất đồng coin để nguyên là Matic Polygon. Ô thứ hai mạng lưới, chọn vào cái mạng lưới Matic Polygon. Nhấn vào sao chép để lấy cái địa chỉ. Rồi, đã sao chép thành công. Trở lại ví MetaMask, chọn vào Send. Dán địa chỉ vừa sao chép vào. Nhập cái số lượng vào ô thứ hai hoặc chọn vào Max. Chọn vào Like. Phí giao dịch. Ở đây 0.0008 Matic, chọn Confirm. Ok, một cửa sổ bên ví MetaMask hiện lên thông báo quý vị đã gửi thành công. Quý vị có thể chờ xác nhận trên sàn Binance. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái sàn Binance để kiểm tra trạng thái giao dịch. Rồi, quý vị sẽ thấy cái Matic đang confirming này này. Quý vị chờ 128 xác nhận trên mạng lưới sàn Binance. Ở đây đang được 8 xác nhận rồi. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị có thể chờ khoảng độ 1 đến 2 phút là Matic sẽ lên đến sàn thôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.